Xin kính chào quý bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Sống Cùng Xe. Và ngày hôm nay thì tôi đang đứng cạnh một vị khách, đó chính là Hyundai Elantra. Đây là phiên bản 2019 hoàn toàn mới, và đặc biệt hơn nữa khi đây cũng là màu sắc mà Hyundai thành công vừa ra mắt cách đây khoảng mấy ngày, đó chính là màu xanh dương. Với cái màu sắc này thì nó sẽ rất là hợp tình, hợp lý và có thể nói là thuận phong thủy dành cho những khách hàng mệnh mộc. Bởi vì theo thuyết tương quan ngũ hành, chúng ta sẽ có thủy sinh mộc. Thêm một sự lựa chọn cho những khách hàng mệnh mộc thích một chiếc xe hợp mệnh mà lại không thích màu đen, các bạn có thể lựa chọn cái màu xanh dương như thế này. Hyundai Elantra 2019 phiên bản nâng cấp được giới thiệu tại Việt Nam từ đầu tháng 5 2019. So với phiên bản trước đó, xe được thay đổi chính ở phần thiết kế ngoại thất và trang bị tiện nghi. Hiện tại, Hyundai Elantra đã được phân phối với 4 phiên bản bao gồm Elantra 1.6 MT số sàn, Elantra 1.6 AT số tự động, Elantra 2.0 AT số tự động, Elantra Sport 1.6 Turbo số tự động. Hyundai Elantra 2019 thì đây là một phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới. Nó đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam cách đây khoảng mấy tháng và với 4 phiên bản, giá khởi điểm từ 580 đến 769 triệu. Một cái sự thay đổi hoàn toàn mới như các bạn đang quan sát, đặc biệt là về phần thiết kế ngoại thất. Chúng ta sẽ có một chiếc xe rất là thể thao, phong cách, cảm giác lái tốt và nó cũng rất rộng rãi. Thật sự là rất thoải mái với một cái kích thước dài đến 4.620mm. Một kích thước có thể nói là tiêu chuẩn của một chiếc sedan hạng C tại Việt Nam. Hôm nay thì tôi sẽ không nói nhiều về các thông số kỹ thuật cũng như là trải nghiệm nội thất, ngoại thất. Mà hôm nay thì tôi chỉ muốn sơ qua với quý vị các bạn về cái màu rất là đặc trưng này. Bây giờ thì mời các bạn, chúng ta hãy chiêm ngưỡng một chút về cái màu sắc này. Màu này thì có thể nói là trong những chiếc xe sedan hạng C tại Việt Nam, chưa có một cái mẫu xe nào có cái màu sắc có thể nói là đặc biệt như thế này. Xanh nước biển. Hyundai Elantra thì sau khi ra mắt, nó vấp phải rất nhiều cái có thể nói là ý kiến trái chiều của khách hàng, đặc biệt là về phần vấn đề giá bán. Chiếc xe này mặc dù thay đổi rất nhiều với thiết kế ngoại thất, nhưng mà điều đó thì lại vô tình làm cho giá bán của chiếc sedan hạng C này nó tăng. Có những phiên bản tăng lên hơn 40 triệu. Và do đó thì khách hàng đang có dấu hiệu chững lại, cộng với cái việc mà tháng ngâu cũng đã bắt đầu. Doanh số của Elantra thì có thể nói là không quá ấn tượng trong những thời điểm vừa qua, nó chỉ dao động mức khoảng 500-600 xe thôi. Tuy nhiên thì nắm bắt được cái xu hướng thị trường như vậy, Hyundai thành công cũng đã rất nhanh chóng điều chỉnh những cái khuyến mại. Tôi xin chia sẻ một chút về chương trình khuyến mại của dòng Elantra trong cái tháng 8 dương lịch, tức là tháng 7 âm lịch này. Với mỗi mẫu xe Elantra tùy phiên bản, các bạn sẽ được khuyến mại ít nhất khoảng từ 35 đến 40 triệu đồng. Và với phiên bản Elantra 1.6 này thì chúng ta sẽ có mức khuyến mại từ 655 triệu xuống còn khoảng 615 triệu thôi. 615 triệu các bạn sẽ có một chiếc xe như thế nào? Một chiếc sedan hạng C rất là rộng rãi, với những tính năng an toàn và tiện nghi tuyệt vời. Một cái thiết kế cũng rất là đẹp. Đây. Đây mặc dù chỉ là phiên bản 1.6 thôi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy đây, toàn bộ phần lưới tản nhiệt. Một ngôn ngữ thiết kế có thể nói là theo cái xu hướng của tương lai. Ở phần vị trí đèn này, hơi tiếc một chút khi phiên bản 1.6 thì chúng ta sẽ chỉ được trang bị cái đèn halogen projector cho ánh sáng màu vàng, và chúng ta cũng chỉ có một cái bóng đèn ở đây thôi. Trong khi đó thì các phiên bản cao hơn, ví dụ như 2.0 đặc biệt hoặc 1.6 turbo thể thao, chúng ta sẽ có tới 4 cái tinh thể cầu LED ở tại các vị trí này, 2 dành cho đèn pha và 2 dành cho đèn cốt. Điều đó nó sẽ có một cái điểm nhấn tốt hơn rất nhiều so với phiên bản 1.6 này. Phần đầu xe thì rất thể thao. Phần hông thì cảm quan cá nhân tôi không thật sự mấy ấn tượng với bộ la răng này. Cảm giác nó hơi nhỏ so với cái kích cỡ của một chiếc xe thể thao như thế này. Đó. Bù lại thì phần đuôi của Elantra rất đẹp này. Ở đây chúng ta sẽ có cái nút mở cốp này. Đó. Camera lùi. Cụm đèn hậu toàn bộ đều là đèn LED hết. Và ở đây chúng ta sẽ có sẵn cả 4 cảm biến luôn. Đó, các bạn yên tâm nhé, hoàn toàn có thể hỗ trợ tốt cho mình trong trường hợp lùi xe, lùi trường khỏi bến đỗ với 4 cảm biến và camera lùi. Đấy là tổng thể về cái phần ngoại thất. Đây, các bạn ngó qua chút về phần cốp xe đi, rất là rộng.
hạng C mà, rộng tuyệt vời luôn. Kích lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa cũng đã được trang bị rất là đầy đủ. Về phần nội thất của xe thì chắc là tôi cũng sẽ chỉ giới thiệu qua đôi chút thôi. Nội thất của xe thì hàng kế thứ hai. Nói chung không có gì để chê ở cái mẫu xe Elantra này cả. Một chiếc sedan C với cái chiều dài cơ sở lên đến 2700mm, rất dễ bố trí cái khoang cabin rộng rãi. Và đây là vị trí mà tôi ngồi, tôi cảm thấy rất là thoải mái. Và nếu như thế này thì chắc chắn là tôi sẽ không phàn nàn gì trong những cái chuyến đi dài. Ở vị trí này tôi sẽ có cái cửa gió điều hòa cho ghế thứ hai đầy đủ này. Một cái kệ đi tay rất là tốt. Đấy, như thế này thì sẽ đỡ mỏi hơn rất nhiều trong chúng ta khi mà chúng ta di chuyển đường dài. Khe để cốc đầy đủ. Tông màu thiết kế của phiên bản 1.6 số tự động này thì các bạn đang quan sát này, chúng ta sẽ có cái màu kem pha với cái màu đen. Và nó tạo một cái có thể nói là cảm giác rất là rộng rãi cho cái mẫu sedan này. Đó là ghế thứ hai. Còn trên khoang cabin, chúng ta ngó qua một chút nào. Đây rồi, khoang cabin có cửa sổ trời. Đó, 1.6 chúng ta đã có cửa sổ trời nhá. Cái này đi biển thì thôi rồi luôn, về quê mở cửa các thứ rất là thoải mái. Vị trí trung tâm thì cũng không có quá nhiều sự khác biệt đâu. Chúng ta sẽ có cái màn hình DVD 7 inch này, có Apple CarPlay, có dẫn đường, có báo bắn tốc độ và tất cả bằng tiếng Việt hết. Điều hòa rất tốt, hai vùng độc lập. Thậm chí có cả hệ thống lọc clear air cho chúng ta một cái không khí rất là trong lành. Khay để đồ tiện lợi, hộp số tự động 6 cấp đi kèm với một cái khối động cơ 1.6 lít động cơ Gamma và cho công suất đâu đó khoảng 128 mã lực tại 6.300 vòng trên phút. Các chi tiết còn lại ví dụ như kệ tì tay, khay để cốc, tẩu sạc thuốc lá chúng ta sẽ có đầy đủ hết. Nút bấm khởi động thông minh dĩ nhiên rồi. Hơi tiếc một chút này, khi cái mẫu xe này về vận hành ấy, chúng ta không có hai chức năng, đó chính là Cruise Control, chân ga tự động và cái lẫy chuyển số trên vô lăng. Đó chỉ là hai cái khiếm khuyết rất là nhỏ so với cái hai cái phiên bản cao hơn là 2.0 và 1.6. Tuy nhiên thực tế thì chiếc xe này vẫn được đánh giá rất cao ở khả năng vận hành và tính năng an toàn. Khi chúng ta sẽ có một cái hệ thống treo MacPherson độc lập dành cho hai bánh trước, hệ thống treo đa điểm phụ thuộc dành cho cái hai bánh phía sau, đảm bảo êm ái cũng như là vững chắc trên mọi cung đường. Tính năng an toàn thì xe được trang bị sẵn tới 6 túi khí cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và chống trượt thân xe. Tất cả những gì chúng ta cần ở một chiếc xe an toàn. Đó. Hyundai Elantra 2019 vẫn gồm hai tùy chọn động cơ chính là máy xăng Gamma thế hệ 2 1.6 lít và công suất tối đa 128 mã lực. Mô-men xoắn cực đại 154,5 nanomet và NU thế hệ 2 2.0 lít công suất 196 mã lực, mô-men xoắn 196 nanomet. Ngoài ra, khách hàng yêu thích tốc độ có thể lựa chọn bản 1.6 turbo với 204 mã lực, mạnh nhất phân khúc sedan hạng C hiện nay. Hộp số đi kèm có tùy chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Xe có 3 chế độ lái: Eco tiết kiệm, Normal thông thường và Sport thể thao. Ngoại trừ phiên bản Hyundai Elantra 1.6 MT chỉ được trang bị các tính năng an toàn cơ bản cùng hệ thống chống bó cực thanh ABS, hệ thống lực phanh BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi và hai túi khí. Các phiên bản AT và Elantra 2019 sẽ có thêm các trang thiết bị an toàn tiêu chuẩn như cảm biến áp suất lốp TBMS, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát chống trượt VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TSC, hệ thống an toàn 6 túi khí, 7 túi khí với Elantra Sport, hệ thống 8 cảm biến trước và sau. Nhìn chung, Hyundai Elantra 2019 là một mẫu xe có giá bán tương xứng với trang bị. Đặc biệt là lần nâng cấp này, thiết bị ngoại thất xe thay đổi rõ rệt, mang đến diện mạo hiện đại và thể thao hơn rất nhiều. Elantra 2019 sẽ là lựa chọn rất phù hợp cho những khách hàng cá tính, hiện đại, cần một mẫu xe để phục vụ công việc hay gia đình. Nhìn chung là với mức giá bán 615 triệu dành cho mẫu Elantra 1.6 này, chúng ta sẽ có rất nhiều cái có thể nói là điểm được. Các bạn đừng nhìn vào giá bán 655 triệu niêm yết mà chúng ta thờ ơ với một mẫu xe tốt như thế này. Tổng hợp lại thì Elantra tính cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ có 4 màu sắc bao gồm đỏ, trắng, đen và màu xanh dương.
Rất đáng tiếc khi màu vàng cát và màu vàng be đã bị lược bỏ trên cái mẫu Elantra 2019 này. Mọi thông tin chi tiết về khuyến mại, giá bán cũng như là thủ tục trả góp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đã đính kèm trên video để được phục vụ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.